nào coi. Để nêm canh chua bữa nay bà Mai bà nấu như thế nào đây. Sao? Trời ơi, bởi tôi nói bà rồi bà cãi tôi. Nấu canh chua nó bằng khế chua nó mới ngon, sao nấu me hoài vậy? Canh chua mà nấu bằng me cũng ngon vậy. Với lại con bé Thư nhà tôi á, nó thích ăn canh chua có vị me hơn là vị khế. Tôi nói với bà rồi, nấu khế chua nó vừa có vị chua, nó có vừa có vị thanh. Không tin bà hỏi bà Trúc đi. Nè. Thôi mẹ. Hai mẹ, để bữa nào con nấu lại một nồi canh khế chua cho mẹ Cúc nha. Thôi con ơi, mẹ Trúc con nói rồi, đừng có bày đặt rườm rà rồi đài mấy đứa nhỏ. Thôi, nấu sao ăn cũng được. Thôi thôi nè, các mẹ ăn đi. Con mời mấy mẹ ăn. Dạ, con mời hai mẹ ăn. Nè, con mời mẹ ăn nha, cái này là cá mà mẹ Mai kho đó, mẹ ăn thử đi nè, ngon lắm. Đây, cái này là của mẹ Mai nè. Mẹ phải ăn thành phẩm của mình chứ đúng không? Bà cứ nhớ là cái món mà cá lóc kho tộ mà không bỏ trong tộ, phải bỏ trong dĩa mà kho khô vậy nè. Là món khoái khẩu của ai không? Của bà Trúc đó. Ôi chà. Ê, không biết giờ này á, bà ăn cơm chưa ta? Hay là bà đang làm cái gì? Trời ơi, ta nói bà là người khó ăn, khó ở. Rồi lấy chồng rồi về bển rồi không biết có hợp khẩu vị bà khô. Con nghe hai mẹ nói cảm giác giống như là mẹ đẻ mà đang lo cho con gái ngày đầu về nhà chồng vậy đó. Sắp rồi. Thiệt tình, bây giờ anh mới cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc khi mà có gia đình, có vợ chăm sóc như thế này. Trời ơi, nè, mới có một ngày thôi thì anh nói như vậy nha. Em ráng em đợi coi một thời gian nữa, 1 năm, 2 năm hay là 3 năm á, coi anh còn nói vậy không. Em đừng có nói vậy chứ. 1 năm, 3 năm hay là 10 năm, 100 năm anh vẫn như vậy. Thiên ba chú, hạnh phúc á, tay trong tay. Thằng vô duyên vậy, khoảng riêng tư của người ta xí xí vô à. Con cũng là ở trong nhà mà cháu chít đồ mà mình biết cái tình cảm của nhau đâu có sao đâu chú. Nhưng mà nó khúc riêng tư của vợ chồng người ta, tự nhiên dính cháu vô làm chi. Kệ đi mà, trong nhà không mà la nhỏ hoài. Ôi cái bàn kiếm ba. Sạch chưa con? Đã sạch mà rít luôn á. Vợ của chú mà bà xã chú là số 1, lao là phải sạch rít chịch luôn á. Rít mà sạch bách luôn. Cái bình chưa sạch. Bình gì con? Cái bình cổ á, bụi quá trời bụi, đã đóng 2-3 lớp luôn á. Để thím lao. Rồi được rồi. Để đó thím dọn luôn cho sạch tưng luôn, cái nhà này không còn một miếng bụi. Thím ba. Dạ. Thôi, để đó tôi làm cho, nghỉ ngơi. Trời ơi, để đó em làm cho anh hai, chuyện nhà để em mà. Có nhà không? À, vậy anh hai làm giùm em nha. Tôi ra nè. À, đây, bà, đừng, đi xuống bếp làm mồi con ba chút xíu nữa coi đá banh nữa. Dạ. Đúng rồi, khách khứa qua rồi, làm nhiều mồi lên, nhiều mồi lên. Dạ. Vô đây, vô nhà ngồi chơi hai bà. Trời ơi. Dạ, trời ơi, có khách quý quá. Nhớ tôi hay gì mà giờ này qua. Ơi, chứ còn gì nữa. Ha, tao nói hả, gắn mới có một ngày à, mà nhà nó buồn, nó không nghe tiếng la, tiếng mắng gì hết á. Chính vì vậy tụi tôi mới nhớ bà. Trời ơi, tự nhiên giờ muốn tụ họp để mà nói chuyện la mắng nhau rồi đỡ nhớ hả? Thôi mọi người cứ nói chuyện la mắng thoải mái đi. Để tôi xuống tôi phụ anh hai làm mồi, tối nay có chương trình hay lắm. Dạ nha. Em mồi ngồi chơi. Anh đi đi, anh đi đi. Trời ơi trời, sao lại chịu được ta? Rõ ràng là chồng ngoại tình mà không phải một lần, 5-7 lần luôn mà thấy trướng mắt luôn mà lại tha thứ. Đàn ông như vậy thì làm sao mình chịu nổi. Gặp tôi á hả, là tôi ly dị từ 8 đời rồi. Thứ đàn ông mà không chung thủy á, liếc tiếc làm gì nữa, chặt cái một. Bởi vậy á, người ta mới nói thà lấy chồng muộn còn hơn là lấy nhầm chồng. Từ hồi mà có chồng tới giờ nghe nói câu nào là chuẩn không cần chỉnh luôn. Nãy giờ còn ăn muốn tiêu mồi luôn, chừng nào mình mới được coi đá banh đây? Rồi chú cũng không biết nữa, chắc còn lâu. Phim này nó mấy ngàn tập lận, một ngày nó phát 2 tập, 1 tập 45 phút.
Vậy đó. Ông làm thì cũng như là nữa một hiệp mà chiếu hai tập coi như là hai hiệp luôn rồi. Không lẽ giờ mình ra quán cà phê coi. Ê, được á, quán cà phê đúng không? Quán cà phê đi chú ba. Chồng. Mà không được, em đâu có bỏ vợ em được anh. Như bỏ vợ em nhà ra hỏi. Thôi vậy thôi, con với ba đi, chú ở lại cũng được. Dù gì cũng trong tim mà. Viết nám khúc đi, trong tim mà. Đi ba. Thôi con đi một mình đi, ba cũng đi không được. Ờ, em hiểu anh mà. Mà đi mình đi. Hả? Mà đi mình đi. Không được đâu, trong vắng lắm mà. Tiền bạc cà phê pháo ai trả. Thì bởi vậy thôi, giờ chịu khó đi. Thôi mở lên coi điện thoại đi. Coi điện thoại luôn đi chứ. Anh sắp lăn rồi nè. Đó ra 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 chào sân rồi kia. Đỡ tôi quái thằng này nè. Nâng nhớ đi chết, nâng nhớ đi. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.